Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại channel của mẹ Peo. Ngày hôm nay thì mình được một cái bạn tôi cũng không nhớ tên lắm. Bạn ấy có gửi cho mình một cái map tôi cũng không nhớ tên map lắm. Từ map này thì tôi nhìn qua ở bìa thì tôi đoán là chắc là giải mã thoát khỏi hầu gái. Giải mã thoát khỏi hầu gái kỳ bí à? Hầu gái ma à? Nhìn trông nhìn ghê ghê ấy nhỉ. Trông có vẻ khá đáng sợ mà này. Đấy, nhắc mình nhớ là nhiều bạn bảo là anh mày béo ơi chuẩn bị cập nhật sinh tồn mới xịn sò lắm. Nghe thú vị phép bận à, hình như là tầm này năm ngoái cũng cập nhật sinh tồn mới này. Mà cho tôi anh cho tôi hỏi cái là khi nào thì cập nhật ở Việt Nam bản, khi nào cập nhật ta, khi nào ở Việt Nam cập nhật sinh tồn mới anh em biết không? Anh em mà biết thì đừng quên là để lại bình luận phía dưới nhá. Tôi cũng không biết là khi nào cập nhật sinh tồn mới bạn ạ, chỉ biết là cập nhật thôi, còn khi nào cập nhật tôi không biết. Ông nào mà biết ở Việt Nam ngày mấy cập nhật thì đừng quên là để lại bình luận phía dưới nhá. Tôi có hóng lắm bạn ạ, lâu lắm rồi không cho sinh tồn. Anh em chuẩn bị đi, mẹ béo comeback series sinh tồn bạn ạ. Ok, thì ngày hôm nay chúng cùng trải nghiệm thử bác có tên là cô gái ma. Tôi tưởng đây là hầu gái mà đúng không? Tôi gọi là hầu gái ma đi. Ok, map cần tìm 10 cân gà và một nút bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký chuyên ký ủng hộ mẹ béo nữa. Bác cần tìm 10 cần gạt và một nút bạn ạ. Ok, 10 can gạt và một nút. Ok bạn ơi, nếu thấy hay hãy đề cử cho mình nha. Chủ map tên là BEX. Ok, BEX Nox Save Hi thì tên bọc khó hiểu nhỉ. NOCSAI NOCSAI Hi à? Chịu. Nói chung là tôi không biết là Nox Save Hi, không biết bạn ạ. Chịu. Nói chung là ID là 40772819 các bạn nhá. Rồi, cần tìm 10 cần gạt và một cái nút. Đầu tiên là căn phòng này mình kiểm tra xem có gì không bạn ạ. Có gì mở không ta? Không có gì bạn ơi. Cái giường mình ngủ không có gì bạn ơi. Dưới này không có gì bạn ơi. Bên này cũng cái gì đấy? Không có gì bạn ơi. Chỗ này không có gì bạn ơi. Bên này cái giường gì đây? Bánh mì à? Bánh mì với gà ngon, có gà ngon bạn ạ, có gà được đấy. Có gà là ok là phép bạn ạ, chạy nhanh được. Tí nữa chúng ta không sợ bị con kia nó dí. Bên hầu gái hầu của mình ơi. Hầu gái cầm gì kìa? Cầm tay kìa, cầm tay kìa. Ai bỏ vũ khí rồi, bỏ vũ khí rồi. Ôi ôi, nó cầm cái gì nhìn nguy hiểm vãi chưởng bạn ơi. Các bạn có thấy nó cầm cái gì trên tay mông rồi, nó đứng trước bên ngoài mình ơi. Đề nghị đồng chí bỏ vũ khí xuống nha. Mặc dù nhìn mặt đồng chí cũng không sợ lắm đâu, nhưng mà cầm cái đấy hơi bị kinh bạn ạ. Thôi, nhìn nguy hiểm vãi. Gì đấy? Ok bạn ơi. Chúng ta đã có một cần gặp bạn ạ. Đơn giản thế nhở, mà không cần tìm 10 cái mà ta. Map này thì cửa hàng là không bán gì cả nha. Có cửa hàng nhưng mà không bán gì cả bạn ạ, cho nên là các bạn phải tự túc nha. Không tìm được thì nhưng mà có cái này. Đừng tưởng mi có mà ta không có nha. Mà đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Hello. Nó chứ bấm nhầm. Ở đâu ta? Ở đâu ta? Hello. Nó biến mất rồi bạn ạ, ảo thế nhở. Nó biến mất rồi. Rồi sao ta? Hello. Nó 1200 máu bạn ạ, nó chém cái chết luôn. Ca này hơi khó bạn ơi, hơi khó, mình sẽ chạy thẳng dưới luôn. Bắt cua. Con này chắc nó không biết bắt cua bạn ơi. Làm sao mà biết bắt cua được, tuổi gì bắt cua đây mà. Ôi giời ơi, trình độ không có mà còn đòi dí người ta. Bây giờ mình sẽ đây có dương này. Mình thấy đây có dương này. Mình sẽ dụ nó cho bên này nhá. Chắc là hy sinh. Bẹp béo chứ hy sinh. Mày vào đây. Mày vào đây. Có dương ở đây. Con này không biết vào đây à? Kìa. Cái dương không biết được à? Ở đây đường này. Hello, vào đây. Nó biết vào đây bạn, ngon. Ngon liền bạn ơi. Nó biết vào đây nha. Ok, mình sẽ kiểm tra tất cả chỗ ở trước. Không có gì à? Chết giờ bạn ơi, không có gì bạn ơi. Kìa. Thế trong này không có gì thật à? Ảo với ta. Bảy. Mình thấy rồi. Mình thấy rồi nha, thấy rồi nha. Đi ra. Lấy không kiểm bên đây không sao. Tí nữa mình sẽ quay lại cái chỗ đấy lấy bên đây. Bây giờ mình sẽ tập trung chỗ khác đi. Lát nữa mình sẽ quay lại cái phòng này mình thấy rồi. Ok, mình thấy cái gà trên trần nhà. Coi nào, đây có máy bắn này. Khả năng là sẽ có bạn ạ. Cái thảm mình chưa chắc bạn ơi.
Nên là con này tầm nhìn nó sai nữa. Nó dí mình rồi bạn ạ. Tầm nhìn nó xa thế. Ai chầm chà. Bấm cửa lại. Bây giờ im đấy nào. Ăn xa. Ui giời. Có con này để tầm nhìn nó khá xa bạn ạ. Cho nên nó dí mình rất là dễ luôn á. Càng bạn ơi. Ở đây có cái dương này. Ơ không gì à? À vậy. Chết. Chết chắn. Ok. Làm sao. Ở đây có mây này. Mình cứ tưởng cái dương cầu thang có đồ bạn ạ. Nhưng không có. Kiểm tra mấy cái mây nào. Ok, 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 ok. Ok, ôi, một cái này. Rồi ôi, chặn chốt kinh thế. Ờ, bây giờ thì Từ từ hello. Ừ làm sao cứ giỏi ra đêm nào. Ừ đêm đeo kính trương nó bắt nạn trêu luôn. Làm sao. Ừ bây giờ làm sao. Ờ mày có giỏi mày ra đêm nào. Ôi chết. Sorry. Cái con này nó có khả năng chém xuyên tường bởi lại mình cũng mất là không nên đứng gần nó quá. Chết sorry anh em hơi gáy thôi kệ nhá. Ở đây có giường này. Ồ có sau cái ngạt này đơn giản phết nhở. Cũng bình thường bởi lại. Mà thôi kệ đi. Ơ hầm lâu lâu. Ừ hầm lâu sao. Chết tầm. À không được chết rồi. Solo luôn. À tao solo luôn này. Solo. Ôi chết. Gáy. Không sao. Nó gần chết rồi. Mắc cua này. Ồ. Ây da. Ây da. 145 máu. Nhảy từ trên cao xuống. 145 máu bạn ạ. Mình solo. Đó bên này nó gần chết rồi. Nó gần chết rồi. Mày nhồn. Ui. Con này nó chạy nhanh đánh xa bạn ạ. Ảo thế nhở. Không sao đánh tầm khoảng 3 phát nó chết rồi. Mày 4 phát đâu gì lâu ấy. Thế đánh con này không có cần gạt à. Ảo nhở. Tôi đang đợi chờ bối cần gạt bạn ạ. Nó không có. Vậy là đánh con này sẽ không có cần gạt bạn ơi. Ha. Tôi đang không biết là mấy cái thảm này đây. Cái thảm này không biết là dưới cái thảm này có đường hầm bí ẩn nào không bạn ạ. Mình cũng chưa biết nữa. Mình cứ kiểm tra tất cả các chỗ này xem. À nhìn cái răng ngay không có à. Lửa nhỉ. Ê thế để cái dương gì ta. Ảo thế bạn ạ. Đúng là cú lửa. Không có. Ok bên này xong rồi nhá. Bên này đi. Không có luôn. Không à, có này nhầm sorry. có 7 cái ở đấy. Dương trong nào. Không có. Ok. Chung là phòng này chỉ có một cái cần gà bạn ạ. Thế cũng được rồi. Bên này tiếp này. Hello. Ây giời ơi. Cái gì ấy. Dồn ôi, sao mà lừa mẹ béo. Tôi cẩn thận lắm bạn ạ. Tôi cẩn thận lắm. Cái gì ấy. Ôi trời ơi. Cũng thường thôi bạn ơi. Hiện tại mình có 8 cái cần gà bạn ạ. Có 8 cái rồi đấy. Mình còn thường mấy cái nhỉ. Nút bấm mà nghe gì ấy. Uầy. Ghê ta. Trên này có gì không. Không có gì. Ơ dễ vậy. Là còn cái nút bấm ở kia ở đâu nhỉ? Không có. Ok. Vậy là còn một cái nút bấm và một cần gạt nữa bạn ạ. Chưa biết ở đâu. Ở đây chắc bữa này đúng không? Chắc là trong bữa này này mình đoán vậy bạn ạ. Khả năng cao là trong bữa này này có nút bấm này. Tôi dự đoán vậy. Không có à? Ok. À đấy, xong rồi đó. Thì cũng chỉ thế thôi bạn ơi. Bên mình sẽ vào đây đúng không? Gì vậy? Ây! Nhìn mấy cái này mờ ám ấy nhở? Ê chà chà, từ từ nè. Mấy cái xanh xanh này mờ ám lắm, phải cẩn thận. Cái này không vào được này. Không có gì à? Không có gì hù dọa bạn ạ. May quá, sợ quá. Tưởng là có gì để hù dọa bạn ơi. Ok, thế là đùa này. Ngon, ôi xời bởi ơi. Nhìn chùm bắp này cũng không khó lắm đâu. Nên thật ra là cũng càng đấy. Các bạn phải tiêu diệt được cái con hầu gái á bạn ạ. Chứ nếu mà không đánh bại được con hầu gái kia mình nghĩ là cũng
giết tôi rồi. Ôi, một pha xử lý đi vào đất rồi, óc cửa hó rồi. Óc cửa hó rồi. Rồi bị xong luôn. Tôi cứ tưởng là cần gạt ở trên thì theo lễ bình thường là mọi người cũng hay để cần gạt ở trên đúng không? Thế quái nào đặt cần gạt bên cạnh mà lại cay tê đờ. Mẹ nó cay, bây giờ nó cay chứ. Cay đấy bây giờ. Cay bây giờ đấy. Thiếu một cái cần gạt thôi coi như là thôi thì coi như là mình cũng thắng rồi. Chẳng qua là lỡ tay đặt nhầm thôi bạn ạ. Ok, nhìn chung là mắt này chơi cũng được. Nhưng mà cũng hơi không khó, cũng không dễ đâu. Anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm thử nha. Mình đề cử nè. Chắc là làm tí đề cử nè. Map chơi ổn. Đấy, không khó mà cũng không dễ. Đấy, chấm. Các bạn hãy trải nghiệm thử nhé. Tìm ok bạn ơi. Thì cái map thoát khỏi hồ gái là xin phép được kích thước đấy thôi. Các bạn có cái nốt gì mới mẻ nào dùm mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.